cái gì? Bỏ cái bánh, cái cho bọc phủ treo đi chứ để lại cái góc không. Vậy bỏ xe đi. Bỏ. Ừ. Số. Đây là cây thang nha, cây thang bề ngang khoảng 2 tấc. Tự mình chế nha, nó hơi xấu một chút, kệ công nhà. Các bạn biết mình để làm gì không? Ha ha. Tự mình chế, tự hàng, tự ấy. Đây. Mình sẽ để xuống đây. Bề ngang 2 tấc thôi. Đơn giản thôi. Mình sẽ làm một chiếc xe mình chạy lên. Đây. Hay quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khoáng. Coi nè, coi cái gì cái nè. La cho ta. Bánh lên luôn. Là cái gì đây? Ôi trời ơi. Để dưới luôn ha. Để dưới luôn. Quên nãy coi cho nó xếp làm sao. Hả? Coi cho nó xếp làm sao, đang hồi xếp lại. Hồi nãy nó cuốn làm sao hả? Bẻ cái giữa kìa. Biết rồi mà nãy nó xếp làm sao kìa. Ra chưa? Hả? Ra đâu? Bốn góc luôn mà. Ừ. Rồi mở ra chui vô coi. Biết cái gì không? Chui vô. Bẻ cái dưới nữa, ở dưới còn cái bật ra. Ừ. Vô tắm rồi. Vô tắm rồi vừa không? Ù, bỏ dép, bỏ dép, bỏ dép. Ủa? À, nó trống hả? Ồ. Rộng không? Hả? Dở lên đây. Ở trên trống phải không? Đâu? Mày gài lên được. Đưa tay lên đây. Đưa ba coi. Đang đưa cái dầu sen vô đó đó. Thì đưa cái dầu sen vô đó đó. Ồ. Tắm được không? Rồi, rồi. Để đi. Để đó đi. Ồ. Tắm ngoài trời dư sức luôn. Trên này có cái lỗ. Đưa vô sen vô. Cái này cao khoảng 1m8. Cao khoảng 1m8. Tắm là vi vu luôn.